chị học sẽ chỉ tò mò hét thôi đấy. Mày gào rú hay quá, tao phải quay. Ừ, em chưa tiêu đề ác rồi. Em á? Quay nhầm nhầm. Quay đi. Kinh nhờ. Đầu tư vãi. Kiểu như kiểu nó nhạc ấy. Lúc lên nó thở. Ôi trên mi. Điên kìa. Mày thấy nhục chưa? Quá. Ôi, rất hay nhỉ. Màu đen nhỉ. Wow. Cái này chỉ là hiệu ứng thôi. Đúng rồi, hiệu ứng 3D chị ạ. Không phải nhá, một thằng năm trên con. Mẹ này, cái ảo này, cái lúc của em con này cái cây nhưng mà nó to cực. Thế á? Nó nhiều 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 cái lá. Kiểu kiểu cái rơi không, nó hoa thôi. 3D mấy đấy nhỉ? 3D có phải mua 3D không? Thằng kia nó gửi ảnh cho chị thì em biết là nó xung xuê đúng không? Chị nhận thì nếu được đúng không? Không, chị chỉ được cái mặt. Chị nói nó có em ở đây mà ấy cho sướng lắm nhỉ? Không, nó có cái cây của nó chứ không phải là mua bán gì hết. Nhưng mà vì là nó trông lâu rồi. Chị cho nó ăn chay thế nhỉ? Kệ nó, cây của chị ăn chay. Quên mất có xúc xích vẫn không đốt cho nó ăn nhỉ? Cái chị quá ăn lẩu thái không? Ăn thay nó được không? Chị ăn thay nó được không? Nhất mông mình là tôi đi tìm. Ơ không lỡ về. Đây là like này đó. Hả? Xem like nữa. Ơ like, like đây. Em phải đặt này này. À, người ta nghĩ đây là lao. Chuẩn bị sân khấu các thứ. À, cái này bị mất đâu. Sao có chị trước của em vậy? Chị nãy chị có chị bắt kiến thì không cho ăn. Nhưng mà cái bạn kiến này là sao mà chị bị ăn kiến á? Đợi kìa. Không ăn kiến thì em giả. Không ăn kiến thì em giả. Không ăn kiến đây, em xem nào. Chị bò cô bé nhưng mà nó phải còn sống cơ. Mày ơi, tao quay mày đâu? Không tao, trước mày quay tao quay đi, đừng quay mày đi. Không phải là đồ còn tươi sống ấy, nghĩ là nó chẳng mặn rồi. Mệt ghê, cuối cùng cây trước đó cũng phải đi. Quê em nhìn người nhưng lại ăn chay. Thế rồi, hẳn nhẹ thôi. Thế ừ. Tao được đúng không? Tao nghỉ. Mình làm việc đấy. Thầy đã đăng bài tập rồi. Đăng bài tập dinh mày. Mày được. Bây giờ không hỏi bài tập buồn quá luôn đi. Đây là hai bài. Kiểu thà đéo bao giờ lên nữa. Tao không muốn, tao không muốn diễn Facebook luôn. Cái mùa này không ai đến Facebook cả. Tao không quan tâm buồn 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 không không sao nữa. 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 Không sao nữ
cái con mặt buồn này chiếu mạnh này. Tại vì dạo này em cứ buồn buồn. Quay mặt đi ra chỗ khác đi. Bye bye chị. Con dừng thì mình dọn lên. Mai có lương ở đây em nghèo. Em lương không phải đủ trả nợ. Tháng sau đừng nợ nữa. À tháng này đừng nợ nữa. Một tháng không nợ thì em cũng không còn phải là tính. Mày nó không biết phép bao như này mẹ. Mai trước khi lương vừa vào tài khoản, trước khi mình thấy nó đâu thì nó bị mất.